Xin chào tất cả anh em, rất vui gặp lại anh em. Đã một thời gian qua mình không làm video vì do mình bận việc gia đình. Thì hôm nay mình tiếp tục về những video về hướng dẫn võ lâm 1. Hiện tại thì mình đang có rất nhiều bạn hỏi về server mới. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với anh em về map 7X VIP để anh em chen. Hiện tại mình đang đứng ở map Lâm Du Quang nha anh em. Hiện tại mình đang đứng một cái bãi rất là VIP ở Lâm Du Quang và mình đã bị chết rồi anh em ạ. Mất 5 vạn luôn. Anh em đợi tí mình mua ít máu nha anh em. Mình mua ít máu anh em ạ. Có lẽ anh em được biết đến thì Lâm Du Quang là một map 7X, quái rất là đông và gom quái. Hiện tại anh em thấy một tọa đồ anh em có thể gom được 10 con quái anh em ạ. Rất là sướng. Hiện tại thì một map VIP ở đây. Theo mình biết thì có một số một map VIP ở đây. Chúng ta chỉ cần chạy 2-3 tọa độ thôi là quái rất là đông anh em ạ. Anh em thấy không? Một tọa độ anh em gom lại có thể lên tới 10 con quái anh em ạ. Rất là sướng. Ở video này mình sẽ chia sẻ với anh em những map quái đông thôi nha anh em. Những map quái gom và đông. Đó anh em thấy không? Anh em chỉ cần đứng ở giữa và quay quái thôi. Ui quái sướng. Đánh rất là sướng anh em ạ. Đây má quái không. Đây bãi này mà anh em được chiếm được bãi này thì anh em chen rất là sướng anh em ạ. Đó rất là sướng. Má quái đông rất là đông. Đó, nhặt tiền này. Đó, đông lắm anh em ạ. Đó anh em chạy xung quanh mấy cái tọa độ ở đây thôi thì rất là đông. Thật sự thì bãi map Lâm Du Quang thì chỗ nào cũng đông quá hết anh em ạ. Nếu anh em lên được trên được đây thì anh em rất là sướng anh em ạ. Quá rất là đông gom quái. Đó chỗ nào cũng đông hết anh em ạ. Em map chỗ này cũng đông anh em ạ. Nói chung thì tọa độ nào mà anh em cần 3-4 tọa độ thôi là quái cũng đông lắm anh em. Map thứ hai mình giới thiệu với anh em. Chết. Map thứ hai mình mới giới thiệu với anh em là Dược Vương Động tầng 2 anh em ạ. Dược Vương Động tầng 2. Dược Vương Động tầng 2 thì anh em có thể chen ở cái đoạn giữa này. Đoạn giữa rất là đông anh em ạ. À, ngũ độc chạy anh em. Ở đây riêng cái tọa độ này là 15 con quái nha anh em. Anh em có thể đếm 2, 4, 5. Đâm và nằm đây 15 con quái. Anh em gom một quái là được 15 con rồi. Rồi anh em chạy lên đây là 5 con quái. Nếu anh em đứng đây là được 10 con quái nha anh em. Ở đây 5 con quái. Rất là đông anh em ạ. Đây tọa độ này là 10 con quái luôn. Đó. Quái gom anh em chèn rất là sướng anh em ạ. Lên cấp rất là nhanh. Ở đây chúng ta cũng được 5 con quái. Chỗ này 5 con quái. Đây 5 con quái anh em ạ. Đây là 15 con. Đó, anh em đứng giữa anh em có thể gom lại được nha anh em. Hôm nay thấy sướng không anh em. Map Dược Vương Động tầng 2 thì quái cũng đông anh em ạ. Đó như Dược Vương tầng 2 thì anh em đi qua từ Dược Vương Cốc nha anh em. Nhiều lúc anh em không biết đường qua thì mình nói anh em. Lâm Du Quang thì anh em đi từ Biện Kinh. Dược Vương Động tầng 2 thì anh em đi từ Dược Vương Cốc. Dược Vương Cốc là đi từ Long Môn Trấn nha anh em. Anh em bắt đầu từ Long Môn Trấn, anh em đi qua Dược Vương Cốc. Rồi anh em đi với Dược Vương Động tầng 2 nằm khúc này nha anh em. Khúc này là tầng 1, này là tầng 2 nha anh em. Đó. Đó, như vậy anh em qua tầng 2 chỗ này. Đó, có những quái, bài quái rất là đông. Rồi, tiếp đến là map thứ 3 mình cũng giới thiệu với anh em. Đó là map Long Nhãn Động. Long Nhãn Động, đây tọa độ này. Long Nhãn Động thì anh em đi từ điểm Thương Sơn. Map này hơi xa anh em ạ, map này mở rừng ở Đại Lý. Thì mình tới tọa độ mình hướng dẫn cho anh em luôn. Map này thì mình thấy có tọa độ này là quá rất là đông anh em ạ. Đây anh em chỉ cần đứng giữa đây là cũng được chục con anh em ạ. Đó chục con.
anh em vô đây chen. Đó, vô đây cũng được 5-6 con nữa, đó, chục con nữa. 2, 4, 6, 7, 8 chục con nữa. Rồi qua anh đây. Đó, map này rất là ngon. Anh em chỉ cần chen khoảng 3 tọa độ thôi cũng 30 con rồi. Trên đây thì tọa độ trên đây thì ít hơn anh em ạ. Trên đây thì ít hơn, đây cũng nói chung này chỉ có một bãi dưới là VIP thôi anh em ạ. Bãi trên này thì ít quái hơn. Cũng được mấy chục con thôi. Nói chung bãi này là VIP hơn. Đó, cái map này thì mình thấy cái bãi này là VIP nhất anh em ạ. Ba tọa độ mà tới 30-40 con quái, đánh quá sướng mà gần nhau nữa anh em. Đánh quá sướng luôn. Đi đường nào thì anh em có thể đi được này. Để mình chạy ra đầu cổng nha anh em. Anh em đi từ Đại Lý qua điểm Thương Sơn rồi tới Long Nhãn. Map này thì mình thấy chỉ tọa độ đó là bãi VIP nhất anh em ạ. Mình phóng to bản đồ cho anh em xem đây. Khu vực này là bãi VIP nhất của map Long Nhãn Động 7X. Còn đường lên này anh em có thể, nếu mà anh em không biết đường thì anh em đi từ Đại Lý nha anh em. Đại Lý qua điểm Thương Sơn. Anh em kéo lên. Kéo nó hơi xa anh em ạ. Long Nhãn là nó nằm tít ở trên hơi xa xa lắm anh em. Đó, đi tít trên đây luôn. Anh em có thể gõ tọa độ vô 151170 nha anh em. 151170 là Long Nhãn Động, anh em vô. Tọa độ bãi VIP là anh em 220192 nha anh em. 220192 khu vực đó. Đó. Đó, như vậy là mình đã nhận cái bãi VIP thứ 3 rồi anh em ạ. Tiếp tục mình đến cái bãi VIP Đại Tù Động. Đại Tù Động thì rất là VIP anh ạ. Ngon lắm anh em. Tôi chỉ có một tọa độ đây thôi anh em. Ở đây. Tọa độ này được 2 4 6 7 con anh em ạ. Tọa độ này cũng được 7 con. Đó. Con này đang cày may mắn anh em ạ. May mắn không? Ở đây 7 con nữa anh em ạ. 7 hay 10 con gì đó. Và xuống dưới đây. Đây khúc này. Đó. Nói chung thì map này Đại Tù Động thì được đúng một hàng ngang này là quái đông anh em ạ. Mà quái hệ mộc nữa, anh em cày đồ may mắn rất là ngon luôn. Nếu anh em chiếm được cái bãi này là ngon. Tọa độ nó là 200184 nha anh em. Đây, một dãy này luôn. Đó, một dãy này tọa độ ở đây. Anh em chỉ cần chen 3 tọa độ này là quái rất là ngon luôn. Đường đi thì anh em đi từ Vũ Lăng Sơn, Ba Lăng huyện. Đi từ Ba Lăng đến Vũ Lăng Sơn. Vũ Lăng Sơn là anh em kiếm cái Đại Tù Động nó hơi xa anh em ạ. Nó xa lắm, nó xa tít tù mù luôn, mới cùng Đại Tù Động đây. Tới đây luôn anh em ạ. Chỗ đổi điểm này luôn, điểm này là vô ngay bãi luôn anh em ạ. Rất là gần. Đó anh em thấy không? Quá rất đông anh em ạ. Mà hệ mộc nữa anh em cày đồ may mắn rất là ngon luôn. Rất là sướng luôn anh em ạ, quái đồng kinh khủng. Ngon anh em, 2, 4, 6 con đó. Đó, rất là ngon luôn anh em ạ. Đó, như vậy thì mình đã giới thiệu với anh em các bãi VIP, 7X. Còn các map khác thì cũng là 7X như Trường Giang Nguyên Đầu, Tầng Lăng 2, Linh Cốc, Lão Hổ, Tường Vân, Lưu Tiên, Sơn Bảo Động, Thanh Loa Đảo, Đào Hoa Nguyên thì quái nó thưa lắm anh em, nó không có gom. Như Trường Giang Nguyên Đầu thì những con ác ni nó không có gom anh em ạ. Gom mà thưa lắm. Anh em chen nó rất là lâu. Nói chung là nếu không có bãi thì anh em nên chen tạm thôi. Chứ rất là lâu anh em ạ. Anh em thấy không, quái rất là thưa. Rồi cái thứ hai như là Tầng Lăng Tầng 2. Tầng Lăng Tầng 2 nói chung bãi ở giữa này cũng được. Nhưng nó quái nó không có gom nhiều anh em ạ. Nó thưa khó đánh lắm. Đó. Nó dễ bị kẹt nữa anh em ạ. Nếu không có bãi thì anh em tới đây cũng được thôi. Quái đây hệ kim hệ thổ cũng không ngon lắm anh em ạ. Linh cốc thì toàn những con nhím, con thúi gì đây, con gấu, con rắn thôi. Quái cũng
nó tập trung một chỗ, nó không gom anh em ạ. À, nên đánh rất là cực, nó không có gom nó, anh em thấy nó đứng im một chỗ mà. Nên mình cũng giới thiệu cho anh em biết luôn, lão hổ động quái cũng thưa lắm anh em ạ. À, toàn hệ kim không à, kim thủy thì rớt đồ không có may mắn nên cũng không ngon lành nó lắm anh em ạ. À, Trường Vân Lưu Tiên thì mấy map này ít quái lắm anh em ạ. À, Trần Bảo Động thì cũng quái cũng Trần Bảo Động thì anh em có thể chen ngay góc này. Góc này là quái cũng đông anh em ạ. À, anh em có thể chạy qua đây chạy lại cũng tạm anh em ạ. À, chỗ này cũng được, cũng nói chung cũng được mười mấy hai chục con anh em ạ. À, nói anh em chạy bốn góc này thôi, ba góc này thôi. Em có thể chạy ba góc này thôi cũng được, 2, 4, 6, 8, 10 10 con chạy qua bên này cũng được, được anh em ạ. À, đó, chạy qua đây cũng ngon. Đi từ Miêu Lĩnh qua nhé anh em. Anh em đi từ Ba Lăng, đi anh em bắt đầu từ Ba Lăng qua Miêu Lĩnh, Miêu Lĩnh qua Sơn Bảo Động nhé anh em. Đó, Sơn Bảo Động là tới đây. Đó, đây cũng là một map rất là ngon anh em ạ. À, đó, tọa độ này ngon đó anh em. Đó, như vậy mình giới thiệu cho anh em mấy map ngon đó. Đào Hoàng Nguyên này quái thưa rồi. Đào Hoàng Nguyên này quái dễ kẹt góc lắm anh em ạ. Treo tù dễ kẹt góc lắm. Đó, như vậy thì mình đã hướng dẫn với anh em các map 7X VIP cho anh em có thể lựa chọn chen. Nói chung là được lên 7 VIP thì anh em phải đánh nhau liên tục. Online nhiều, đánh nhau nhiều anh em ạ. Rồi, như vậy mình đã kết thúc video tại đây. Rồi, rất cảm ơn anh em đã coi hết video này nha. Rồi, nếu anh em thấy hay thì tặng mình một like, một share, subscribe kênh nha. Thì trước đây mình cũng có làm video về map 6X, 7X rồi. Thì anh em có thể mình để link bên dưới, anh em xem nhé anh em. Còn bây giờ mình chỉ nói về map 7X VIP cho anh em lựa chọn trên để đua top thôi. Rồi, rất cảm ơn anh em nha. Xin chào, hẹn gặp lại anh em.